Chị Vương Hương hỏi sinh hoạt âm nhạc của em có ra cái album nào mới hay không? Hiện nay ấy, thì cái album của em là cái album thứ ba rồi chị. Có tựa đề là Yêu Một Người Như Thế. Hầu như tất cả các anh chị ở Cali ai đều cũng biết. Từ cái đêm ra mắt CD của em rất rất là đông. Còn Lina có gửi lời mời nhưng mà vì Vương Hương và Luân Vũ bận công việc, nhưng mà cũng xin lỗi và chúc mừng em. Vậy em có ra một cái MV hoặc là em có cái trang YouTube riêng của em hay không? Sẵn đây thì em xin bật mí với tất cả quý vị thì Lina Thanh Nga đã có riêng cái trang YouTube gọi có tên là Lina Thanh Nga. Lina Thanh Nga đã post nhiều bài, đã dàn dựng rất là công phu ở Việt Nam. Chuyến vừa rồi em về Việt Nam em dàn dựng rất là nhiều bài cùng với vũ đạo và sân khấu rất là đẹp tại Việt Nam. Xin mời tất cả quý vị cùng lên YouTube kênh channel của Lina Thanh Nga nha, để Em mà thưởng đánh thức những vần bài cái mới của tên em. tên của em đi. Lina Thanh Nga thì cái tên của em là L EYNA, rồi quý vị tách ra là chữ Thanh Nga, gọi là Lina Thanh Nga. Hoặc là quý vị có thể làm quen với em qua trang Facebook của em hay Facebook không? dạ, Cũng là Lina Thanh Lina Nga Thanh luôn. Nga luôn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Vương Hương mau chóng mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Cỏ Úa. Thank you.
siêu khai mai nồng màu trắng khăn ta quát căn phòng cô đơn bão tố trên mưa ngày em về nhà đó buồn hẳn buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu một chiều trên đồi thời gian cho thêm